Cam Ly, Đà Lạt, ghi nhận hiện trường ngày 26 tháng 12 tại khu vực bãi rác Cam Ly, cách trung tâm phố núi Đà Lạt khoảng 5 km, khói phủ mịt mù bao trùm cả khu vực rộng lớn. Dù bãi rác đang bốc cháy, nhưng nhiều xe tải, xe chở rác chuyên dụng vẫn phải hoạt động. Nhiều người dân sinh sống cách khu vực bãi rác khoảng 2 đến 3 km cho rằng mấy ngày qua họ cảm thấy không khí khá ngột ngạt do ảnh hưởng khói bụi từ đám cháy bãi rác. Những ngày qua, đơn vị quản lý bãi rác Cam Ly Công ty dịch vụ đô thị Đà Lạt đã huy động xe chở nước vào dập lửa và dùng đất lấp. Xe chữa cháy chuyên dụng cũng đã đến hiện trường tham gia chữa cháy, nhưng đám cháy vẫn còn âm ỉ, khói vẫn bao trùm. Theo thống kê, tổng khối lượng rác thải bình quân trên thành phố Đà Lạt từ 230 đến 240 tấn ngày. Bãi rác Cam Ly tại phường 5, thành phố Đà Lạt hình thành hơn 40 năm nay, với hình thức xử lý rác chủ yếu theo kiểu chôn lấp và phun hóa chất. Tại quyết định số 64 ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ Bãi rác này được kê vào danh sách những cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần được cải tạo, xử lý. Chiều 26 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt Võ Ngọc Trình đến hiện trường cùng cơ quan chức năng địa phương tìm giải pháp xử lý.